Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, hôm nay mời các vị lắng nghe tiếp học xứ thứ tư không nói lời hư dối. Khi chúng ta học luật ở trong Phật giáo sẽ giúp chúng ta định hình được những giá trị mẫu mực ở trong chân lý. Chúng ta biết rằng tu tập cần phải nương tựa vào giới, định và tuệ. Có như vậy chúng ta mới phát sinh sự giải thoát. Giới như là nền tảng, định như là thềm thang và tuệ như là hoa trái. Một cái cây rễ gốc của nó là giới, thân là định vững chắc và ra hoa trái đó là tuệ. Thành ra giới định tuệ được gọi là tam vô lậu học. Thành ra khi chúng ta tìm hiểu về một học xứ, chúng ta thấy nó rất cần thiết. Nếu như chúng ta không vững vàng ở trên nền tảng này, thì tư duy chúng ta nhiều khi bị nhầm lẫn. Để có tư duy chân chính trong lĩnh vực này, chúng ta cần phải dựa vào thánh giáo của Phật, hay gọi là lời Phật dạy như thế nào về học xứ thứ tư không nói lời hư dối. Mời các vị lắng nghe. Thế Tôn nói như sau: người nói hư dối là nói trước bình chánh, trước đại chúng, trước nhà vua, trước chỗ chấp lý, trước thân tộc, đồng kiểm vấn. Này thiện nam tử, người biết thì hãy nói, không biết thì chớ nói. Người thấy thì hãy nói, không thấy thì chớ nói. Người đó đã được hỏi, nhưng không biết mà nói biết, biết mà nói không biết, thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy. Người kia hoặc vì mình, hoặc vì người khác, hoặc vì danh lợi nên cố ý nói lời hư dối trái với điều mình biết, không dứt bỏ hư dối, như vậy gọi là người nói hư dối. Rõ phải không? Từng câu từng chữ các vị nghe điều này vô tai, tai mình nhận thức ra từng câu từng lời, như vậy ở trong tâm chúng ta đã được gieo vào hạt giống. Hạt giống này gọi là thánh giới. Cái hạt giống này gọi là thánh giới. Và từ đây về sau, bắt đầu mình sẽ sống với hạt giống này, không sống khác. Như vậy là chúng ta đã thọ trì giới. Hiểu chưa hả? Cái sự thọ trì phải được dẫn dắt, phải được hiểu một cách đúng đắn. Nhưng để cho chúng ta hiểu sâu xa hơn, chính xác hơn, thì chúng ta cần phải phân tích. Sự phân tích của chúng ta không phải tùy tiện suy nghĩ, mà dựa trên sự chỉ dẫn của Đức Phật. Ngài dạy như vậy có ý như thế nào? Và những vấn đề này
được tôn giá Mục Kiền Liên thưa thỉnh hỏi ngài. Buổi học hôm nay giống như đặt ở trong tâm chúng ta nền tảng cho sự giải thoát. Chúng ta chớ có xem thường. Thầy xin nhắc lại, Đức Thế Tôn đã từng tuyên bố với 500 vị A-la-hán tỳ kheo. Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, ta với các ngươi đã trầm luân vô số kiếp ở trong sanh tử. Bất cứ việc gì, bất cứ chuyện gì ta và các ngươi đều đã từng thấy, đã từng biết, đã từng trải qua. Nhưng mà đối với thánh giới thì đến tận hôm nay ta với các ngươi mới biết. Một lời tuyên bố này chúng ta thấy không đơn giản. Chúng ta kiếp này kiếp kia đã quên. Còn Phật và các vị A-la-hán, các ngài muốn thấy muốn biết thì vô lượng kiếp đều hiện ra trước mắt của ngài. Kiếp này làm con này con kia, sống đây chết kia, khổ như vậy, vui như vậy, ăn như vậy, uống như vậy, mọi thứ như vậy đều rõ ràng hết. Nhưng có nghĩa rằng là tất cả mọi thứ đều đã trải qua hết rồi. Chỉ duy có thánh giới chưa từng sống, chưa từng chiêm nghiệm, chưa từng thành tựu. Và hôm nay Thế Tôn nói rằng, đến hôm nay ta với các ngươi mới thật sự sống với nó. Thành ra lời của Phật dạy không có phải là chuyện đùa. Chúng ta học Phật pháp căn bản, nhưng chúng ta đang nếm được pháp vị nhiễm màu ở trong thánh giới mà Đức Phật đã chứng đắc. Thế Tôn nói, ta trải qua ba a tăng kỳ kiếp, tích lũy chất lọc lại thành tinh hoa của trí tuệ, và tất cả điều này ta dạy cho đời. Đây gọi là pháp bảo. Và chúng ta học giới tức là đang tiếp xúc với pháp bảo. Cho nên chúng ta cần phân tích một chút để hiểu lời của Đức Thế Tôn dạy như thế nào. Như vậy chúng ta giải thích từng câu chữ, như thế nào gọi là nói lời hư dối. Tức là đối với cái việc nói sai sự thật mà chúng ta không nhàm tởm, không dứt bỏ, và chúng ta cứ lặp đi lặp lại biến thành một thói quen. Có người còn nói rằng nói dối cho thơm miệng, méo miệng thì có đỡ mà thơm, phải không? Là nói dối nhiều quá nó súng răng, nó có nghiệp chứ, nó có nghiệp, tạo nghiệp sai khác mà. Rồi như vậy thì gọi là nói lời hư dối, đơn giản là như vậy thôi. Nhưng ở đây có mấy chữ mà chúng ta cần để ý, chẳng hạn như là như thế nào gọi là đối trước bình chánh. Cái chữ bình chánh là một chữ lạ lạ mà chúng ta chưa có hiểu. Giờ đây mời các vị nghe phân tích. Bình chánh chúng ta có thể hiểu đó chính là cơ quan hành pháp. Nè, cơ quan hành pháp ở đây chúng ta có thể chia làm nhiều cái cấp độ tùy theo quốc gia. Chẳng hạn như ở tại Hoa Kỳ, tòa án cấp quận, tòa án gì, tòa án tiểu bang và tòa án liên bang. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu là thôn, ha, là tỉnh, là gì, là quốc gia. Thành ra đối trước bình chánh, đối trước thôn bình chánh, thành bình chánh, quốc bình chánh, hay nói chung là đối trước cái cơ quan pháp luật, tòa án, người ta cần mình làm chứng, người ta cần mình xác minh sự thật. Tại vì sao? Bởi vì việc nói sai sự thật của chúng ta sẽ dẫn tới những kết quả sai khác, làm oan sai cho người khác. Và lúc bây giờ chân lý sự thật sẽ bị che lấp. Cho nên cần phải rõ ràng. Đây gọi là đối trước bình chánh. Được chưa hả? Thứ hai là đối trước đại chúng. Chữ đại chúng đây theo thời của Đức Phật thì cho rằng có bốn chúng, đó là gì? Đó là chúng Sát Đa Lợi, chúng Bà La Môn, chúng cư sĩ và chúng Sa Môn. Chẳng hạn như là có một cái chuyện gì đó xảy ra ở trong chùa, và lúc bây giờ cần một người Phật tử làm chứng trong chuyện của tăng, thì chúng ta nói sai sự thật khiến cho cái vị tăng đó bị xử oan. Như vậy đó gọi là mình không có gì, mình nói lời hư dối. Thành ra không phải ngẫu nhiên mà ở trong luật tăng có quy định á, một cư sĩ được làm chứng ở trong tăng, người ấy phải chứng quả Tu Đà Hoàn.
Tức là gì? Tức là họ không kinh, không hãi, không khiếp, không nhược, không vì lợi, không vì bản thân mình, không vì người khác bên vực mà nói sai sự thật. Người đó mới được làm chứng ở trong tăng, chứ không phải rằng một Phật tử nào cũng có thể làm chứng ở trong tăng ngàn. À, không có nghĩa rằng nói cô làm chứng là đứng ra làm chứng, trong khi người này bị mua chuộc là làm sao, bị đe dọa hoặc là bị khống chế bởi gia đình, bởi con cái, bị sao 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 đó, thì làm sao mà họ làm chứng được. Thành ra một người làm chứng ở trong đạo ấy, là phải chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng ở đây chúng ta dừng lại ở chỗ là nói sai sự thật, trong khi là đại chúng đang cần mình làm chứng một chuyện gì đó. Chẳng hạn như là đối với chúng sắc đế lợi, tức là chúng mà nó điều hành quốc gia, rồi chúng bà la môn, tức là những vị người giữ gìn cái phép tắc, rồi chúng cư sĩ, tức là đại đa số những người học thức hiểu biết, họ cần mình làm chứng để họ dẫn tới một cái nghị định, nghị quyết nào đó mà mình nói sai sự thật khiến cho họ bị rối loạn, bị hiểu nhầm đi. Hay là chúng sa môn, tức là một đại chúng thanh tịnh mà bây giờ cần mình làm chứng, mình lại nói sai. Như vậy thì đó gọi là đối trước đại chúng. Chữ đại chúng này là chỉ cho bốn chúng đó, hiểu không à? Chứ không phải là đại chúng là bốn người gọi là đại chúng, hay là 20 người gọi là đại chúng. Không phải cái chữ đại chúng được hiểu theo như vậy. Hiểu chưa hả? Rồi, đối trước gì? Đối trước vương gia. Cái chữ đối trước vương gia này á, là chỉ cho quốc vương, chỉ cho phụ tá đại thần, chỉ cho những người thi hành công vụ. Đối trước những người này mà họ cần mình làm chứng, họ kiếm vấn mình, nhưng mà mình lại nói sai sự thật. Rồi đối trước gì? Đối trước chấp lý. Chấp lý là gì? Tức là những người chấp chưởng pháp luật, xét đoán công lý. Trước sự hiện tiền tụ tập của tất cả những người mà gì, mà xét đoán công lý, cần mình làm chứng sự thật, nhưng mình lại nói sai sự thật, nó mới mắc tội là nói lời hư dối. Chẳng hạn như các người nói là thưa mọi người, cho tôi trốn trong đó chút xíu, lát nữa có người cầm con dao chạy vô, hỏi vừa rồi có người trốn ở đây không. Cái mình nói có ở trong kia mà tôi không chỉ đâu, có phải vậy không? Hay là mình nói là không, mình nói không, mình nói như vậy thì mình nói dối, có phải như vậy là nói dối không hả? Các vị hãy làm cái vị luật sư cho chính mình xem, mình xác định như thế nào là trường hợp mắc tội nói dối hả? Tại vì hồi sớm giờ là đối trước bình chánh có không? Có đối trước đại chúng không? Đối trước vương gia không? Đối trước người chấp lý có không? Không có thì đâu có mắc tội nói dối, đúng không? Cho nên cái tội nói dối nó hình thành ở trên một cái nền tảng nào đó, nó dẫn tới bao nhiêu thứ khác nhau. Rồi đối trước gì? Đối trước thân tộc, tức là đối trước những người ở trong thân tộc, họ cần một người làm chứng chuyện gì đó ở trong thân tộc, nhưng mà người này lại nói sai đi. Nghĩa rằng là gì? Ở trong 5 trường hợp, một á, là đối trước với các cơ quan công quyền, đối trước vua, đối trước vương gia, đối trước đại chúng. Đối trước gì? Đại chúng là chỉ cho bốn chúng sắc đế lợi, bà la môn, cư sĩ và gì? Và sa môn. Rồi đối trước những người chấp lý, đối trước thân tộc, đó là một gia tộc, họ cần mình làm chứng ở trong một cái chuyện rất là nghiêm túc. Ở trong trường hợp như vậy, họ đồng kiếm vấn như vậy, họ kiếm vấn như thế nào? Họ nói rằng là này thiện nam tử, đối trước mọi người, ngươi nên thành thật trả lời là đối với việc này mà ngươi có thấy, có nghe, có hay, có biết thì hãy tuyên bố, khai báo, chỉ điểm. Nhưng đối với việc này nếu không thấy, không nghe, không biết thì chớ có tuyên bố, khai báo. Như vậy gọi là đồng kiếm vấn. Tức là họ hỏi như vậy một cách nghiêm túc như vậy, tức là kiếm vấn như vậy, có nghe, có thấy thì cứ xác định là có nghe, có thấy. Còn không nghe, không thấy thì cứ nói rằng là không nghe, không thấy. Như vậy thì chúng ta giải thích trường hợp như thế nào gọi là có nghe.
Như thế nào gọi là có thấy? Vâng, đúng rồi. Như vậy chúng ta biết rằng á, cái chữ mà có nghĩa là gì? Tức là nhĩ thức của chúng ta đã sinh khởi, lỗ tai có nghe được âm thanh đó, và nhĩ thức chúng ta đã sinh khởi sự phát hiện có âm thanh đang diễn ra trong lỗ tai. Và lúc đó chúng ta có cái cảm thọ là cái lời nói có nói như vậy, lỗ tai mình nghe được như vậy, hiểu không này? Như vậy mới gọi là có nghe. Tức là lỗ tai mình phải có một sự cảm thọ, có một sự rõ biết rằng là ta đã nghe như vậy, như vậy, hiểu không này? Ở trong trường hợp ví dụ như con người lại nói, thưa thầy, con nhờ thầy ghé chỗ cái nhà cái bà đó gửi giùm con cái món đăng nhân thầy. Thầy nói rồi cái là từ sau thầy quên mất. Như vậy thì lúc đó có được gọi rằng là lỗ tai có sự cảm thọ hay không? Hả? Không, bởi vì lúc đó đang tập trung một cái chuyện khác mà hình như có nghe vậy thôi, chưa biết chuyện gì, chưa liễu tri, hiểu không này? Chưa có rõ biết. Như vậy thì không thể xác định là mình đã nghe, đã rõ. Thành ra bảo mình làm chứng, mình không dám. Tại vì mình mơ hồ, mình không thể xác quyết được, cho nên lúc đó không được làm chứng. Tại vì mình chưa nghe mà, mình chưa nghe. Nhưng mà thưa quý vị ở đây, lúc bây giờ có những người á là họ nghe như vậy, nhưng mà chẳng hạn như là họ chưa nghe. Ở trong trường hợp mà họ chưa nghe, họ chưa cảm thọ, họ cũng không có liễu tri gì hết, nhưng mà họ thích gì? Họ thích dựng chuyện, hiểu không? Họ thích dựng chuyện, họ thích đặt điều, họ muốn thuyết phục người khác một cái gì đó theo ý đồ của họ, có lợi cho họ, hoặc là có lợi cho người thân của họ, hoặc như thế nào đó. Mà bây giờ bắt đầu á là họ đưa ra một cái tưởng tượng ở trong tâm, bắt đầu á là họ nói dối và họ nói rằng tôi đã nghe. Thấy chưa hề? Như vậy thì đây gọi là gì? Là không biết mà nói biết. Trường hợp đó gọi là không biết mà nói biết. Hình dung được chưa hề? Hồi xưa thầy có nghe câu chuyện về trường hợp của ngài Mãn Giác, hòa thượng Mãn Giác trụ trì chùa Việt Nam. Ngài mất rồi. Thì lúc bây giờ ngài đến tại tại Mỹ, ngài có cái tài làm thơ và nhiều người kính trọng ngài. Thì hôm đó có mấy người ở nhà bếp á, mấy cô canh chừng là có mấy cô Phật tử nữ cứ tới gần gần thầy. Thành ra các cô canh chừng, các bà cụ canh chừng. Thì lúc đó ngài đi vô ở trong cái tiệm, ngài mua một cái đôi dép nữ, rồi ngài đỡ trước cửa của ngài, rồi ngài đi công chuyện, ngày sáng tới chiều ngài mới về. Thì lúc bây giờ có một cái bà cụ ngồi bà canh, có một cái con nào nó vô trong phòng của ông thầy từ sáng tới bây giờ làm gì mà chưa ra. Mà bà quyết định là bà ở đối bà canh, mà canh nhất định là phải biết được cái con này. Thì lúc giờ ngài mới về, ngài về thì ngài hỏi cho sao cô làm gì đây. Nói, thì bà không biết, lúc bà mới ngạc nhiên, bà không dám nói gì hết. Bà ngài muốn nói có phải rằng là cô canh có con nào ở trong phòng của thầy không, có phải không? Thì lúc đó đâu dám nói, giờ nói là giờ sao à? Nếu nó không có thì nó trái với lòng mình, mà nó có thì bị thầy quên trách làm sao? Thì làm sao? Ngài mới nói được rồi, đỡ cho cô thỏa mãn, cô vô đây với thầy. Thì lúc kia ngài mới mở cửa, ngài mới dắt bà cô đi một vòng, và nó thấy chưa có ai không? thì lúc đó là bà cô này mới sám hối quá chừng. Nhưng mà sự thật mà nói thì ở trong tâm của bà cứ ngồi tướng ra, nghĩ ra, rồi đặt điều ra, tức là mắt không có thấy, tai không có nghe, nhưng mà ở trong tâm tướng ra và nói ra như vậy. Ai hỏi nó có thấy không? Nó có. Hiểu không này? Tức là tướng ra như vậy, tại trong tâm nó bị cái nghi nó dẫn dắt,
cái tâm của người đó bị cái nghi nó làm cho ô nhiễm, thành ra hành động của họ bị nghi nói xứ, hiểu không ạ? Nghi nói xứ, nó sai xứ, bắt đầu họ hình dung ra như vậy như vậy. Thì trường hợp đó gọi là gì? Là không thấy mà nói thấy, hiểu chưa? Đó, tức là gì? Tức là trường hợp con mắt không có cảm thọ, tức là con mắt không có thấy cái hình sắc đó diễn ra trong con mắt mình, không thấy, mắt mình không có tiếp xúc được, nhưng mà ở trong tâm tự tướng ra rồi cứ xác định rằng là mình có thấy, để mình quả quyết là mình có thấy, hay là mình tưởng tượng nữa, chẳng hạn như là trường hợp mình nghi lốm á, tức là nghi không đầu không đuôi, tự nhiên cái mình gán kiếp, mình lấy ra ông nọ kém cái bà kia, cái nó ra cái hình hài bắt đầu á, là mình nói tôi có thấy như vậy đó. Hay là ở trong trường hợp ảo giác thần kinh, thầy thưa vị, thầy bị nhiều lắm, bị Phật tử gạt thầy nhiều lắm, thành ra là gạt mãi rồi người thầy nó cũng không ra. Ban đầu thầy cũng không có kinh nghiệm, bị người ta nói mình không có biết, và cứ người ta dựng chuyện lên người ta nói mình không, mình cứ nghĩ rằng là tại sao người ta phải nói dối đâu có lợi gì đâu, tại sao nói làm chi, có sao thì mình sống vậy cho rồi, đơn giản như vậy, thật thà như vậy. Nhưng mà sự thật cuộc sống nó không phải như vậy đâu quý vị, nó thậm chí người ta nói dối cho nó vui nữa, tức là nói những chuyện vớ vẩn cho nó vui. Nhưng thường thường cái trạng thái nói dối là đỡ vì một cái gì đó, cái đó nó đều mang cái tính là dục khởi, tức là khởi cái ý dục mong muốn mình có được cái gì đó, cái mục đích đó chưa bàn, nhưng chắc chắn ở trong tâm của người đó, thậm chí rằng là nói cho nó vui, cho nó thỏa thích thì cũng là một trạng thái nói dối. Hay là nói để thỏa thích cái nghịch ngợm của mình, trường hợp như là tôn giả A Nan, xin lỗi, tôn giả La Hầu La, lúc bây giờ xuất gia ngày bấy tuổi, khi mà đến tại các vị tỳ kheo đi khất thực về, hỏi tôn giả La Hầu La, La Hầu La, Thế Tôn ở đâu? Thì lúc bây giờ Thế Tôn chẳng hạn như ở Trúc Lâm thì ngài chỉ là ở Linh Thứ, mà Thế Tôn ở Linh Thứ thì ngài chỉ Trúc Lâm, chỗ này qua chỗ kia cách nhau 4-5 cây số. Thành rốt cuộc các ngài đi đến nghe pháp thì lúc nào cũng muộn màng, Thế Tôn nói pháp xong rồi các ngài mới lục đục kéo đến. Thì lúc đó Thế Tôn mới quở trách, nói tại sao các ông lúc nào ta thuyết pháp xong rồi các ông mới đến. Thì các ngài mới nói rằng là La Hầu La chỉ, cứ Thế Tôn ở hướng đông thì ngài chỉ hướng tây, Thế Tôn ở hướng tây con hỏi thăm thì ngài chỉ hướng đông, mà ngài còn nghịch ngợm là ngài đón đường, tức là Thế Tôn ở đằng đó thì ngài ra tuốt đầu kia ngài ngồi. Tới đó thì các vị hỏi La Hầu La Thế Tôn đâu, thì cái ông chỉ chứ họ chỉ cứ đi thôi. Tức là Thế Tôn bắt đầu sau đó mới dậy, và ngài có nói một câu: ngay cả nói đùa cũng không có nên nói lời hư dối. Nói đùa đó chứ đừng nói chi là nói có lợi ích gì, vì đùa giỡn cũng không nên nói lời hư dối, tại vì nói lời hư dối nó khiến cho người ta không có tin mình nữa, cái đó là một cái điều thất bại nhất. Ở trong hàng Phật tử tại gia hay bất cứ ai cũng vậy, thầy có một lời khuyên chân tình, đó là chúng ta cố gắng sống với sự thật, ráng sống với sự thật. Mình xấu thì mình chấp nhận mình xấu, nhưng mình đừng để mất niềm tin. Khi mình nói hư dối là nó mất niềm tin, và khi người ta đã không tin mình nữa rồi thì cuộc sống nó sẽ không có hạnh phúc. Cái mất niềm tin là một cái mất mát lớn nhất ở trong cuộc sống. Thôi mình có xấu thì mình chịu mình xấu, mình cứ vậy mình sống, ai thương cũng được, ai ghét cũng được, mình sẵn sàng mình đối diện với cái xấu của mình. Cái đó là điều quan trọng nhất. Còn mình xây dựng sự tôn kính hay là sự quý trọng ở trên một cái dối trá thì cái đó nó không có tốt chút nào đâu, hậu quả nó cũng không hay ho gì. Như vậy thì ở đây trên tinh thần của văn bản giới luật thì chúng ta hiểu như thế nào gọi là nghe, như thế nào gọi là thấy. Nghe là trạng thái của lỗ tai khi tiếp xúc với âm thanh và hình thành nhĩ thức. Tai chúng ta, tâm chúng ta đã cảm thọ được là có âm thanh, có lời nói, có ghi nhận, có liễu tri. Mắt cũng vậy, mắt nhìn thấy, thấy hình sắc, thấy diễn tiếng diễn ra và có cảm thọ. Chứ còn nếu như mình ngồi đây, mình nghĩ ở đâu đó,
Mặc dù câu chuyện diễn ra trước mắt nhưng mà mình không có ghi nhận, mình không có cảm thọ, không có liễu tri thì chưa hình thành nhãn thức, cho nên chưa có ghi nhận thì lúc đó mình không thể nào làm chứng được. Nên về chỗ này chưa? Như vậy thì đó gọi là thấy, nghe. Và ở đây có ba trường hợp khác để chúng ta giải thích ba cái chữ khác là gì, là như thế nào gọi là nói lời hư dối vì mình, vì người khác hay là vì danh lợi. Ở đây rõ ràng đó là gì? Chẳng hạn như chúng ta bị bắt ra trước một tòa án, trước quan vua, trước người chấp lý, họ nói rằng là có phải ngươi là giặc cướp không? À, thì lúc đó mình trả lời sao? Mình trả lời rằng tại vì mình khi nghe lỗ tai mình nghe hối như vậy, bắt đầu người đó họ nghĩ như thế này, họ nghĩ trong đầu họ, họ nói rằng nếu mình nói sự thật thì sẽ bị vua quan bắt giết, hoặc trói, hoặc bị đối xử biệt xử, hoặc là bị tịch thu tài sản. Nói chung là do vậy cho nên ta nên ẩn, nên chi, nên giấu kín sự thật này. Nghĩ như vậy, bắt đầu người đó nói trái với điều mình biết, nói trái với điều mình biết, và họ phát ngôn rằng á là tôi chẳng làm việc á, là lấy của không cho. Ở trong bối cảnh đó, ở trong không gian đó, ở trong cái sự việc đó và trong nhận thức đó, thì ở trong tâm của người đó hình thành nghiệp nói dối. Hình dung chưa? Tức là dối trời lừa đất, nhưng mà không thể nào dối được tự tâm của mình đâu. Nhân quả không bao giờ sai. Thấy điều này sợ mà tu. Chứ còn nói về luật thì phải rõ ràng như thế nào gọi là hình thành tội nói dối. Chẳng hạn như là bây giờ đối trước quốc hội, anh đưa tay lên, anh hữu thể như vậy là quốc hội yêu cầu anh xác chứng điều đó, đưa tay hữu thể đàng hoàng, nhưng mà anh cố nói sai sự thật để chi? Để anh lèo lái một cái sự việc nào đó theo hướng của anh. Cái tội này gọi là tội nói dối trước quốc hội. Như vậy thì ở Mỹ đây, một đất nước văn minh, tinh thần này ngang với tinh thần của Phật đó, tinh thần giới luật của Phật là như vậy đó. Các quốc gia khác không có nha, không có. Thằng nào nói dối càng dối là càng thắng thế. Còn ở Mỹ này nó có những cái ủy ban thẩm định đạo đức. Anh làm đồng ý, anh lèo lái, có thể anh nói một nửa, nhưng mà nó vẫn có cái gì đó cho phép ở mức nào đó. Chứ còn anh trắng trợn quá, và nhất là đối với quốc hội, thì anh coi thường cả một tập thể như vậy, người đó phải bị giam lại, hoặc là phải bị trừng trị để riêng đi những người khác. Những cái quốc gia văn minh, tôn trọng đạo đức, nó có cái cách xử sự đó. Chúng ta thấy ở Mỹ có một hai trường hợp phải không? Đó là những cái vấn đề chúng ta học luật, chúng ta thấy tại vì sao người tu chúng ta hình thành, chúng ta thấy rằng cái tội nó hình thành trong tâm. À, vậy thì ở đây rõ ràng là khi mình được tòa án, hay là được quốc hội, hay là được những người chấp chưởng về pháp luật, họ cần mình xác định. Nhưng mà khi họ hỏi mình là anh có phải là lấy trộm điều đó hay không, thì lúc đó mình nói rằng là tôi lấy, mình sẽ thành tựu là nói sự thật. Nhưng mà cái hậu quả là gì? Là sẽ bị bắt, bị nhốt, bị tước đoạt tài sản chẳng hạn như vậy. Nhưng vì cái lòng tham đắm vào tài sản, che giấu sự thật, biết như vậy, nghe như vậy rồi, nhưng giờ đây mình tuyên bố là không thấy, hay là không có làm như vậy. Như vậy thì đó là hình thành tội nói dối. Ngày xưa, thưa quý vị, thầy có biết một câu chuyện sự thật. Ở Việt Nam lúc bây giờ, ở tại cái vùng Vạn Giả, ở tại Vạn Giả miền Trung, Nha Trang Vạn Giả đó, thì cái vùng đó nó có nhiều cây gió. Cây gió là một cái loại cây nó có năng lực hút những cái gió độc ở trong tự nhiên. Nó hút khi nào? Khi cây đó bị con vật nó làm trầy xước cái thân, hoặc là bị gãy cành, hoặc là bị ong đột lỗ, thì những cái vết thương của cây gió nó thường hút những cái chất độc ở trong tự nhiên. Và cái chất kịch độc đó chẳng hiểu làm sao nó biến thành những cái bắp trầm mà người ta gọi là trầm hương.
Thực ra chức năng của nó là như vậy. Và người ta chặt cái đó xuống, rồi người ta mới bỏ cái phần cây đi, cái lỗi của nó, cái chất đó gọi là trầm hương rất là thơm. Nếu như đeo bụng gió mài mài một chút ấy, đốt lên uống là bớt liền nghe. Nó là cái chất kịch độc đó, nhưng mà nó chữa bệnh và nó có thể giúp cho một số cái tháo dược như thế nào đó, cho nên nó rất là đắt tiền. Và không phải ngẫu nhiên mà người xưa người Ấn Độ ấy, họ đi qua tận ở Việt Nam để họ buôn trầm hương, bởi vì người Ấn Độ cái đời sống nhu cầu tế lễ, cái nhu cầu cần những cái hương thơm chiên đàn hái ngạn để nó thanh hoa trong những câu chú hoặc là trong tinh thần hành trì, thì cái đó là một cái loại dược phẩm thực phẩm, cho nên là một cái loại dược phẩm, một cái hàng hóa rất là cần thiết đối với họ. Thành ra người Ấn Độ họ đi tìm kiếm ở đến tại cái vùng đó ngày xưa là Champa, nhưng mà tới sau này á, những cái rừng trầm hương như vậy còn rất nhiều. Và lúc đó tại Tây Sơn Bình Định có một cái ông nọ cùng với người bạn, hai người đi vào ở trong rừng tìm kiếm trầm hương, thì đi tìm ra trầm hương rất là tốt, và anh kia khởi lòng tham, cho nên á, giết bạn của mình, giấu xác ở dưới một cái gốc cây, rồi đem cái trầm hương đó về, rồi báo hô hoán với mọi người rằng á, là đi lạc tìm không ra, rồi hô hoán vào trong rừng đi tìm tới cả tháng trời cũng không có, đành đạn là phải chấp nhận người đó đã chết. Đó rồi câu chuyện đó 10 năm sau gần như mọi người đã quên lãng cái án mạng đó, quên lãng cái người kia, cứ ngỡ rằng người đó là thật sự đi vào rừng và chết rồi. Thành ra hôm đó uống rượu thì lúc giờ uống rượu thì lúc bây giờ mọi người, những người trong cái cuộc tiệc đó họ khen, họ nói rằng cảnh sát, công an, người này người kia họ vui lắm, cái gì họ cũng biết hết á, cái gì họ cũng biết hết á. Cái anh chàng này cứ ngồi anh chỉ giết, anh nói cái gì cũng biết. Anh này nói rằng làm gì biết, có những chuyện biết những không chứ đâu phải chuyện gì cũng biết. Thì anh nói không, cái gì họ cũng biết hết á, họ biết hết, con kiến chỗ nào họ cũng biết. Thì anh kia mới giận lên, đưa ra bằng chứng, ngày đó tháng đó tôi giết thằng đó, mà tôi đâu có ai biết, tôi 10 năm đâu ai biết. Hay không? Tức là họ nghe ngóng, bắt đầu là ngày hôm sau họ tới họ bắt. Họ bác họ điều tra ra quả thật là đi vô chỗ đó đào xuống thì còn bộ xương. Thưa quý vị, như vậy thì cái ác nghiệp đó, cái sự che giấu nói sai sự thật đó, nó nhận chìm dối trời lừa đất, nhưng mà không thể nào dối được tự tâm của mình. Phải vậy không ạ? Tại sao? Bởi vì nó in vô trong tâm một loại nghiệp. Nếu như người đó không trả quả ở trong hiện tại thì một kiếp nào đó cũng phải trả mà thôi. Bởi vì cái hạt giống đó đã gieo xuống. Thì hôm nay các vị đến với Bồ Đề Phật Quốc, chúng ta ở trong chương trình này đã gieo vào trong tâm thánh giới của Phật, nói lời chân thật, nói lời chân thật, tập nói lời chân thật. Nhưng mà nói lời chân thật cũng phải có trí tuệ khôn ngoan nha, chứ không phải rằng á là dẫn người bạn đi vào ở trong bệnh viện rồi cái xét nghiệm nói rằng á là ung thư, bạn ung thư không thể cứu chữa, mình lấy kết quả ra mình nói bác sĩ nói mày ung thư chết chắc. Mình có nói vậy không? Tại vì mình nói thật mà. Tại vì được thật như vậy là không nên chút nào, phải không ạ? Thật nó hợp tình, hợp lý. Cái thật ở trong cái sự từ bi. Chứ không phải cái thật là lúc nào cũng cứ sự thật, cứ như thế mà ngang ngay số tháng. Sự thật một cách máy móc như vậy, đó gọi là giới cấm thủ. Nó lệch qua giới cấm thủ. Cho nên hành trì giới cũng phải có trí tuệ. Rồi có những lúc là không phải lúc nào cũng nói sự thật. Tại vì có khi nói ra sự thật khiến cho người ta điên đảo. Chẳng hạn như thưa quý vị, ngày xưa thầy nói thật sự, khi thầy làm một tờ báo, lúc đó đưa ra kế hoạch, cách thức làm việc, mọi thứ nói tới 3 tháng trời rốt cuộc thất bại. Tại vì sao? Bởi vì nói quá thật. Sau này là nói một nửa sự thật thôi. Tức là người làm việc tới đâu nói tới đó, còn những dự án kế hoạch lâu xa không thể nói, bởi vì nói ra người ta sẽ điên đảo, thành ra không thể nói hết được. Như vậy nó cũng không thể gọi đó là nói sai sự thật, mà cái sự thật đó là gì, nó gần như là cái sự thật của cái bánh mì, nó dừng lại ngang đó thôi, nó dừng lại ngang đó thôi, chứ còn nói nữa là người ta không hình dung ra được.
Ngày xưa đây này, thầy cũng mắc lỗi là nói quá thật. Thầy nói như thế này, chúng ta sẽ mua cái chùa, chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ mở trường học, rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dựng lên trường đại học, rồi chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ kiết tập kinh tạng. Cái mấy người nói thầy Hiền Châu điên rồi, không có thì hoang tướng. Tại sao? Bởi vì họ không thấy cơ sở nào mà hình thành. Ngay cả những vị hòa thượng khi mới mua chùa, lúc bây giờ các ngài mới nói rằng quý ngài cũng tán thán ông, nhưng cũng lo cho ông. Thầy nói thưa quý ngài lo cái gì? Thì nói là rồi đây rồi tiền đâu mà trả nợ. Thì thầy mới nói thì quý ngài cho con đi. Im ru hết đó, ông nói hết. Nên sợ con có tiền thì quý ngài cho đi. Tại vì sao? Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là trả nợ không nổi. Rồi tới khi mà dựng lên cái trường học thì ai cũng nghĩ rằng là cái trường này, cái chương trình này tồn tại vô lắm vài tháng là cùng. Nhưng cũng may là nay gần 6 năm rồi chưa chết yếu. Cũng hơn. Cho nên chúng ta thấy không? Tức là tại vì lúc đó nói người ta không tin. Người ta không tin. Cho nên có những trường hợp là không thể nào nói thật hết, mà nói thật tới đó, công việc tới đó là được. Thành ra ở trong Phật giáo có một điều rất là hay. Ở chỗ là gì? Tức là không nói thật cũng không nói dối. Tức là cái công việc nó ngang đó là nói ngang đó, rồi nữa sẽ nói nữa. Không nói hết, nói nhiều quá rồi, tới chừng tới lúc đó hoàn cảnh không cho phép mình thực hiện, mà mình cần phải có một chút thay đổi để cho nó phù hợp, thì lúc đó nó mắc kẹt với cái lời hứa của mình. Cái điều này hay lắm, điều này hay. Hồi xưa thầy có nhớ là hồi đó ông Đức Tăng Thống Huyền Quang á, thì có một vài thầy trách, nói rằng là thưa ngài, cái ông đó không có tốt, ngài không nên dùng ông làm trong việc của giáo hội. Thì ngài nói ông không tốt chuyện gì. Thì các vị kia không đưa ra được. Nói, ồ như vậy, tại vì sao? Bởi vì là ông thầy đã tu mà ông lén lén cưới vợ. Ở tại vùng Quảng Ngãi á, có nhiều trường hợp là các sư theo cố sơn môn á, họ lập gia đình. Nói như vậy thì ngài mới cười, ngài mới nói là ông có vợ là chuyện của ông, nhưng mà công việc giáo hội tôi nhờ thì ông làm đầy đủ hết. Còn các thầy dối gian trang nghiêm tôi chờ hoài không thấy ai tới đây hết. Trong khi công việc cần không có ai tới thì giờ làm sao? Nhưng cho nên đừng có nghi ngờ ai. Miễn làm sao công việc tới đó là mình tin ngang đó. Còn nữa thì mình chưa biết. Biết đâu chừng đó người ta đổi ý thì sao? Thì mình cũng phải chấp nhận sự đổi ý của họ. Tại vì nó có danh có lợi như thế nào đó, hoặc là nguy hiểm cho họ, hoặc là thậm chí họ không thích làm nữa, mình cũng tôn trọng thôi. Cho nên ở đây rõ ràng là như thế nào là thật và dối, chúng ta phải xử sự cho nó phù hợp. Nhưng mà trên nền tảng căn bản, như thế nào gọi là nói lời hư dối, tức là lỗ tai phải biết, phải phát sinh nhĩ thức và phải liễu tri được câu nói đó. Nhưng khi đối trước sự kiểm chứng, mình nói sai. Tại sao? Bởi vì cái nói sai của mình nó dẫn tới cái hệ lụy, tức là cái hội đồng kiểm chứng kia họ sẽ hiểu sai, từ đó họ sẽ kết án sai và có hại cho xã hội, và bản thân của mình thì bị kết thành một cái nghiệp xấu ở trong tâm. Nắm được chưa hả? Rồi tiếp theo nữa nghe, vì như thế nào gọi là vì người khác? Ở đây tôn giả Mục Kiền Liên dạy chúng ta như sau. Tức là ở trong trường hợp mà người kia là thân hữu, thân tộc, làm việc trộm cướp, vua quan gọi đến cần mình làm chứng, nhưng mà mình nghĩ như thế này, nếu như mình nói sự thật thì các thân hữu của mình sẽ bị vua quan bắt giết, hoặc trói, hoặc đuổi biệt xứ, hoặc tịch thu tài sản. Do vậy ta nên ẩn, nên che, nên giấu kín cho các thân hữu, và do đó mà cố ý nói lời hư dối trái với điều mình biết. Như vậy đó gọi là gì?
đó gọi là nói dối, tức là nói dối vì người khác, vì thân tộc, vì ai đó. Rồi trường hợp tiếp theo nữa, đó là trường hợp vì danh lợi mà nói dối. Vì danh lợi rất nhiều, xã hội ngày hôm nay vì danh lợi rất nhiều đó. Đó là trường hợp mà có người nhiều ham muốn, có nhiều tư dục, nhiều điều mong cầu, nên tư duy như vậy, ta nên đặt bày phương tiện hư dối như vậy, như vậy. Tức là ta nói dối như vậy, như vậy, như vậy. Có người đến đây nói, thưa thầy, hồi đó con ở chỗ đó, con làm ông giáo sư, bà giáo sư. Rồi có người nói, hồi đó, rồi một hồi, rồi thầy thấy ở chùa mình toàn là đạo hồi thôi. Tức là hồi đó, cái đạo hồi đó. Cho nên cứ hồi đó cứ lung tung hết, mà cứ hồi đó thực ra họ không phải như vậy, họ không phải như vậy. Nói dối rất nhiều. Có một ông chú nọ, ông nói dối, ông nói rằng là ông ở tại Tây Sơn Bình Định, ông có võ, ông lên khán đài. Ông nói làm sao đó không biết, mà cả cái hội đồng khán đài đó cho ông lên đài. Chúng ta biết rằng thường thường mà lên đài là phải có võ đường. Võ đường tức là mình phải được học thuật từ chỗ nào, và cái ông thầy võ sư đó phải chấp nhận mình có học trò, và học trò đó nhân danh của mình, nhân danh võ đường của mình mà lên khán đài. Hồi xưa ở Bình Định á, có cái luật là hai bên đánh nhau, có những cái võ đài ở địa phương á, thì chẳng hạn như là 100 đồng đánh thắng, người thắng thì được 60 đồng, người thua 40 đồng, còn hai bên hòa nhau thì chia hai. Thì lúc đó ông này nói sao không biết, là nói dối mà cả cái chỗ đó người ta tin và cho ông lên, thì hai bên mới thú anh kia mới vô quýnh một cái đuôi cái anh dơ tên đầu hàng. Tức là anh chưa bị cái nào hết, quýnh cái đuôi, quýnh đỡ cái vậy là dơ tên đầu hàng liền, là xuống là phải đưa cho anh 40 đồng. Tại sao? Bởi vì mục đích anh muốn lấy 40 đồng đó thôi, để đi nhậu thôi. Tức là anh nói dối, anh đặt điều làm sao đó mà để người ta tin rằng là anh là có võ thật sự. Như trường hợp như vậy á, đặt điều ra nói lời hư dối đối vì một cái lợi ích nào đó, tự nghĩ ra như vậy, nói làm sao để thuyết phục cho người ta tin. Như vậy thì đó gọi là gì? Là nói vì lợi ích bản thân của mình, nhiều tư dục, nhiều mong cầu, cho nên là đặt bày cái phương tiện hư dối như vậy, như vậy. Thì thưa quý vị á, tức là những cái chuyện này á, là nói đùa. Tại vì mình nhớ lúc đó mình cứ nghĩ rằng mình nói dối, hư dối cho nó thỏa thích, cho nó vui. Nhưng mà sau này chiêm nghiệm nghiêm túc ở trong giới luật thì nó không phải đùa đâu. Cứ các vị nghe, chứ mà trong ý thức sâu xa, biết đâu lúc nào đó mình đang buồn, đang bực, tự nhiên người ta cũng đùa giỡn với buồn bực của mình, rồi người ta làm cho mình đau khổ hơn thì sao? Thành ra tốt nhất là Thế Tôn nói, ngay cả đùa giỡn cũng không có nên nói sai sự thật. Nếu như thực sự mình muốn chứng thánh, thực sự muốn niết bàn thì phải từ bỏ. Còn ở thế gian á, nó hay giỡn hay đùa, mà mình cứ đi theo như vậy á, rồi không khéo nó sẽ đầy đọa thêm nó, chứ không phải giỡn. Rồi cái nối mà nối cái miệng mình nó dở sợ lắm nha. Nhiều khi nó tạo nghiệp nha. Thành thế vì những cái điều như vậy á, từ cái khấu nghiệp, rồi nó ở đây chúng ta thấy Thế Tôn vậy á. Còn những cái trường hợp khác nữa mà ở trong cái nói dối á, là nói lời, nói đến đây, nói kia, nói đây. Những cái nghề, chẳng hạn như là cái nghề luật sư á, nguy hiểm lắm nha. Tức là cái nghề đó là nhận cái công việc của người ta, thậm chí là phải che giấu những cái phạm tội của họ, rồi bắt đầu mình nói khác đi. Rất là khổ chứ không phải đơn giản. Luật sư nó cần thiết ở trong xã hội, nhưng mà nếu như dùng tâm tà ý thì hướng thử thiết bí, hướng bí thiết thử, tức là đến kia, nói đây, làm cho hai bên ly gián ân nghĩa, đấu tranh. Thấy không ạ? Nó sẽ tạo nghiệp. Rồi nói lời thô ác, tức là tâm người ta đang yên ả, mình nói lời thô ác làm sao cho người ta tức lên, người ta giận lên. Như vậy thì mình làm cho họ mất đi sự thanh tịnh. Cái đó nó cũng tạo ra khẩu nghiệp. Ở trên phương diện cái miệng, nó còn một chỗ nữa, đó là nói lời ý ngữ, tức là lời hoa mỹ.
Nhưng thưa quý vị, ở trong kinh tạng thầy thấy sâu xa, Thế Tôn không có, có nói tới cái chữ là hoa mỹ đâu. Mà Thế Tôn nói đến cái chữ gì? Là chữ nói lời tạp nham vô ích. À, chứ còn khi nói dối là người ta phải hoa mỹ chứ. Người ta phải đặt điều vẽ vời ra là nó đã có tính hoa mỹ rồi. Hiểu không này? Nhưng mà nói lời tạp nham vô ích ấy, nó biến thành một loại nghiệp. Lời tạp nham vô ích. Tức là cái lời tạp nham, cái lời không cần nói, cái lời không đáng nói. Hoặc là nhiều khi cứ đứng nói một mình, nhiều khi vừa nấu ăn vừa nói một mình. Rồi cứ nói làm nhám chuyện này, làm nhám chuyện kia. Những cái lời nói như vậy á, không có lợi ích gì. Như vậy thì thưa quý vị, trong cái sự tu tập á, Thế Tôn nói rằng là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, hình thành tội nói dối, xét về mặt giới luật. Nhưng mà phải đối trước những cái tình huống nào, vua, quan, bình chánh, hoặc là người chấp lý, hoặc là gì nữa, hoặc là thân tộc, hoặc là bốn chúng, tương chúng đó, chúng sẽ đối lợi chẳng hạn như vậy. Tiếp theo thưa quý vị, Thế Tôn nói như sau. Ở trong các học xứ như vậy, như thế nào gọi là nói lời hư dối? Hư dối nghĩa là gì? Tức là sự không thật gọi là hư, tưởng các thứ mà không thật gọi là dối. Hiểu chưa? Tức là cái sự không thật, nó không có diễn ra như thật như vậy gọi là hư. Rồi mình tưởng ra cái chuyện này chuyện kia, nó hình thành một câu chuyện, thì đây gọi là dối. Hư dối, hư là không thật, và tưởng ra chế đậy gọi là dối. Rồi cái hư dối này bị cái gì thúc giục? Bởi tham, bởi sân, bởi si mà tuyên bố sai sự thật như vậy, làm cho người khác hiểu sai sự thật như vậy. Như vậy đó gọi là hình thành nghiệp nói dối. Nếu như ai thành tựu những cái điều này thì Thế Tôn nói rằng là người này sẽ bị đọa vào địa ngục. Nhất là địa ngục khiếu hóa, tức là ở trong địa ngục than van, ở trong địa ngục mà bị người ta chửi bới, và suốt ngày sống ở trong sự than van do sự chửi bới. Còn ở trong sự tu tập của chúng ta thì sao? Thế Tôn nói rằng phát nguyện như thế nào? Tức là đối với những trường hợp như vậy mà tư duy phán đoán một cách thiện xảo. Cái chữ tư duy phán đoán một cách thiện xảo. Tư duy là sao? Tức là nhận thức rằng khi mình nói sai sự thật, nó sẽ dẫn tới những hậu quả như vậy, như vậy. Cái sự tác hại của nó không thể lường được. Đây gọi là tư duy một cách thiện xảo. Nhưng có những trường hợp là phải nói sai vì lòng từ bi. Ở trong trường hợp nào cho phép? Chẳng hạn như là không đối trước quan, không đối trước vua, không đối trước bình chánh, không đối với trước những người chấp lý, hoặc là không đối trước tông tộc. Nó không có cái nguy hại gì lớn. Thì ở trong trường hợp đó, nói sai sự thật để dẫn dắt người khác đi vào chỗ thiện, thì trường hợp đó không thể gọi là nói lời hư dối. Phải nhận ra như vậy nghe. Phải nhận ra như vậy. Tư duy một cách thiện xảo, cái chữ này nhá, phải hiểu cho đúng. Như vậy thì rõ ràng cái vấn đề mà sử dụng giới luật ở trong đạo Phật rất là khoa học, chứ không có mấy móc đâu. Tư duy một cách thiện xảo và người này sinh tâm nhàm tởm, tránh xa cái hành động nói sai sự thật. Nhàm tởm, tránh xa, đình chỉ phòng hộ. Đình chỉ tức là nếu như mình có thói quen này thì phải từ bỏ. Phòng hộ tức là cẩn thận cái tâm mình, chứ không khéo mình cũng lặp lại cái lỗi như lần trước. Rồi không tạo tác, tức là có ở trong suy nghĩ nhưng không mở miệng ra, không hành động. Hiểu không này? Tại vì ở trong suy nghĩ thì chưa có thể trừ bỏ được, nhưng mà khi đã nói ra là nó biến thành
nó biến thành tạo tác rồi, biến thành nghiệp rồi. Rồi không làm, không phạm, không làm như vậy, không phạm như vậy, xả bỏ, biết lấp, không chống nghịch, không chống không nghịch, tức là không chống không nghịch lại sự thật, không chống không nghịch lại chân lý, không trái không vượt, tức là không vượt qua học xứ này, tức là học xứ không nói dở lời hư dối, không vượt qua khỏi nó. Như vậy gọi là tránh xa sự nói lời hư dối. Đến chỗ này, đây chính là chúng ta đã thọ trì được, chúng ta đã tu được ở trong cái giới này. Cho nên nói rằng cho đến trọn đời tránh xa sự nói lời hư dối, trọn đời thực tập như vậy, đó gọi là một ô ba sách ca, hay còn gọi là một Phật tử chân chánh. Chúng ta hiểu chưa hả? Tóm lại thưa quý vị, học xứ thứ tư, không nói lời hư dối. Chúng ta theo một câu kinh rất đàng hoàng, chứ không phải là tùy tiện định nghĩa sao cũng được nghe. Phải có thánh giáo của Phật. Thế Tôn dạy như sau: người nói hư dối là đối trước bình chánh, trước đại chúng, trước nhà vua, trước chỗ chấp lý, trước thân tộc đồng kiểm vấn. Kiểm vấn như thế nào? Này nam tử, người biết thì hãy nói, không biết thì chớ có nói. Người thấy thì hãy nói, không thấy thì chớ có nói. Người đó đã được hỏi, không biết mà nói biết, không biết mà nói không biết, thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy. Vì sao? Vì người kia, hoặc vì mình, hoặc vì người khác, hoặc vì danh lợi, nên cố ý nói lời hư dối, trái với điều mình biết, và người đó không dứt bỏ hư dối. Như vậy gọi là nói lời hư dối. Rồi Thế Tôn khẳng định một điều nữa, đó là nếu như trong tâm của người nào thành tựu cái nghiệp nói lời hư dối, đặc biệt là thành tựu năm cái nghiệp tà vậy, trong tinh thần của năm giới, thành tựu năm cái nghiệp tà vậy, tức là ngược lại với năm giới, thì Thế Tôn nói người đó khi thân hoại mạng chung, thần thức sẽ đọa vào trong địa ngục, nhanh giống như là một lực sĩ co và duỗi cánh tay. Tại vì cái nghiệp của họ như vậy, nó sẽ sinh như vậy, không ai ngăn cản nổi cái nghiệp tái sanh của người này. Thế Tôn cũng không chặn lại được. Thành ra chúng ta phải hiểu, nghiệp là một cái gì đó rất đáng sợ. Nó hình thành từ cơ sở hành động của chúng ta. Và ở đây như thế nào? Gọi là đối trước bình chánh là đối trước gì? Đối trước các cái cơ quan pháp luật của cấp quận, cấp xã, cấp quốc gia. Đối trước gì? Đối trước đại chúng, tức là đối trước những cái người, những cái số đông mà họ cần sự xác chứng. Rồi thứ ba là gì? Đối trước vương gia, tức là đối trước những cái vua hoặc là đại thần, hoặc là những người thi hành công vụ, hoặc là đối trước những vị quan chấp lý, hoặc là đối trước thân tộc, tức là cả một cái gia tộc họ cần mình xác chứng như vậy như vậy. Rồi họ đồng kiểm vấn rằng là có biết thì nói có biết, không có biết thì nói không biết, có thấy thì nói không thấy, có nghe thì nói hay thì nói có nghe, không có nghe thì nói không không nghe. Phải được xác chứng rõ ràng, đã được kiểm vấn như vậy, nhưng mà mình vì lợi ích của cá nhân của mình, nếu như mình tiết lộ ra thì mình sẽ bị mất tài sản, bị bắt nhốt, thậm chí bị giết đi. Hoặc là nếu như mình tiết lộ ra, người thân của mình sẽ bị tổn hại. Hoặc là mình tiết lộ ra thì mình sẽ mất gì? Mất danh lợi. Vì nói chung là ba lĩnh vực: thứ nhất là vì bản thân mình, thứ hai là vì thân tộc của mình, vì người thân của mình, thứ ba là vì danh lợi của mình, mà mình che đậy sự thật. Như vậy đó gọi là gì? Đó gọi là hình thành nghiệp nói dối. Được chưa hả? Rồi còn cái chuyện tu tập thì sao? Tức là chúng ta tư duy phán đoán một cách thiện xảo cái lợi cái hại của nó rồi, thì bắt đầu chúng ta quyết định là từ bỏ, không tạo tác, không gây ra nữa. Ngay cả nói đùa, nói giỡn chúng ta cũng không. Những điều quy định này chúng ta sẽ không vượt qua, không chống nghịch lại, không tìm cách là biện bác để chống nghịch lại chân lý Phật dạy. Như vậy đó gọi là không trái, không vượt qua, và tránh xa cái đời sống nói lời hư dối này. Thì đây gọi là gì? Là thọ trì cái học xứ không nói lời hư dối. Trên phương diện này chúng ta mở rộng ra một chút, thì chúng ta biết rằng miệng chúng ta có bốn loại nghiệp,
nói sai sự thật, nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu dệt và nói lời gì? Nói lời thô ác. Riêng cái chữ mà nói lời thiêu dệt thì thầy sửa lại thành là gì? Tức là nói lời tạp nham vô ích. Chúng ta trừ bỏ nó, mà ngược lại chúng ta nói lời thật ngữ. Thật ngữ là chúng ta đã có chánh niệm kiểm soát được lời nói của mình. Nhiều khi mình giận ai, nói một câu gì, lúc đó tâm chúng ta bị ô nhiễm bởi sự tức giận, cho nên ngôn ngữ nó tuôn ra lời lẽ rất là sắc sảo, như là gươm đao, mà chúng ta gọi là gì? Là ngôn ngữ như là búa rìu, như là gươm đao, và nó có sức là tàn phá cái tấm lòng của người khác, làm cho người ta tổn thương rất lớn và rất khó hàn gắn. Thành ra ở trong sự tu tập, chúng ta cẩn thận sức tàn phá của ngôn ngữ. Có nhiều ông chồng giận quá đánh cô vợ, mình lên án ông chồng vũ phu, nhưng mình không để ý một điều là không có người chồng nào tự nhiên đánh vợ. Chỉ vì sao? Bởi vì họ bị cái lời nói của cô vợ kích thích, họ không có kiềm chế nổi, cơn sân họ nổi lên, và lúc bây giờ họ sử dụng cái sức mạnh tầm thường của họ, đó là cơ bắp, hiểu không này? Cho nên á, chúng ta thấy cái tương tác, thành ra là cái lời lẽ của chúng ta nó tàn phá dễ sợ lắm, chứ không đơn giản. Cho nên sự tu tập nói lời thật ngữ, nói tới mức mà không bao giờ nói sai sự thật, đây gọi là gì? Đây là chơn ngôn. Chơn ngôn là gì? Là tống trì đại la ni, chính là mật chú, hiểu không này? Cái mật chú nó hình thành từ cơ sở của gì? Không nói lời hư dối. Bắt đầu một chúng sanh như vậy, tu như vậy, tập như vậy, và cuối cùng nó hình thành một năng lực kỳ diệu như vậy. Và lời nói tuyên bố của người đó ra với một cái nghĩa từ cô đọng tới mức gọi là tống trì, và nó có sức thay đổi, chuyển hóa, biến thành một dạng mật chú. Thành ra tất cả đều phải xây dựng ở trên cơ sở là nói lời thật ngữ. Vậy thì ở đây, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau thọ trì lời này. Sau này các vị có giảng ai, nói ai cái gì, cũng phải dựa trên này mà định nghĩa, mà thẩm định, chứ không có nên là vượt quá hay là đi sai. Như vậy chúng ta đã hình thành một cái gì? Một cái nền tảng giới luật ở trong tâm của mình rất vững chắc. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chúng ta dừng ngang đây. Nguyện đem công đức này để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.